Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2022, mình đang có mặt tại vườn anh Đô. Anh Đô đã sử dụng qua bộ túi nhún của bên công ty Vườn Xanh Tốt. Đây là mũi đầu của anh đây. Nó đang nhỏ. Mũi đầu này đạt. Quá tuyệt vời. Cây này cũng nhỏ. Xem cây này. Đó, mũi đầu đang đặc. Mũi thứ hai, mũi thứ ba bắt đầu mới nhiều. Sản lượng tăng. Còn hạ bên kia này. Cây này cắm sâu quá rồi. Vẫn có mù chảy ra này. Đó chưa, nừng to hết. Sản sản cái này được rồi. Cây này còn đặc. Ui, cắm sâu quá. Cây này được ít. Mũi đầu thế này là độ cao nữa, chút mũ nước được. Để mũi thứ hai, mũi thứ ba mình vào, có thời gian mình vào mình quay. Đó, cây này nó đủ khí này. Cây nhỏ nhỏ này. Cây nhỏ hấp thụ khí nhanh hơn cây to. Khoan đây không phải. Khoan đây mới đúng này. Ngày xa quá. Tí về báo lại cái cách khoan vùng. Từ đây, từ chóp này đến đây tầm này là 15 phân để khoan từ đây. Anh lại khoan bên này. Đó, nói. Tí phải chỉ lại anh ấy. Thôi chào các bạn nhá.